Xin chào tất cả các bạn yêu bi trên toàn thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm kênh IDM của Thanh. Hôm nay Thanh có 3 tin tức hot muốn gửi đến các bạn qua video này. Tin tức đầu tiên, giao dịch đồng thuận đổi bi lái xe Vespa ở Đắk Lắk. Tin tức thứ hai, nhận xét tích cực về phóng sự có tên Bi hài đổi tiền ảo trao hàng thật, lục độc giới đào bi trên channel VTC Now của YouTube. Và phần thứ ba là giao dịch đổi bi lấy bếp điện từ và nồi hầm áp suất thấp. Đây là ba thông tin rất hot trong video của ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau đi vào video thôi. Let's go! Chúng ta cùng nhau đi vào tin tức đầu tiên. Giao dịch đồng thuận đổi bi lái xe Vespa ở Đắk Lắk. Một Facebook có tên là Nguyễn Di Lâm ở thị trấn Phước An, huyện Rồng Bắc, Đắk Lắk thì đã đàm phán với một bạn trong hình và họ đã đồng thuận một mức giá là một bi bằng 314.159 đô để đổi một chiếc xe Vespa với giá 0.009 bi tại đèo Hà Lan, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk. Đây là một thông tin cực kỳ vui đối với cộng đồng Bioner Việt Nam, vì đây là một cuộc trao đổi với mức đồng thuận cao nhất từ trước đến giờ. Dù thông tin này có sự thật hay không, thì hai bạn này đã lan tỏa bi với một tốc độ cực đỉnh. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cho tin tức đầu tiên của video này. Chúng ta lại tiếp tục đi vào tin tức thứ hai. Nhận xét tích cực sau video của channel VTC Now. Tên video Bi hài đổi tiền ảo trao hàng thật, lục độc giới đào bi VTC Now. Đây là một phóng sự của kênh truyền thông VTC Now. Các bạn xem, các bạn sẽ thấy được rằng bi đã được lan tỏa rất lớn trong cộng đồng Bioner Việt Nam. Và Thanh thấy một nhận xét của một bạn có tên là Vũ Phong rất là thấu đáo về video này. Chúng ta xem nhận xét. Thấy gì qua bờ phóng sự của VTC? Tối qua đến giờ, chắc rất nhiều bạn đã xem một phóng sự về đồng bi đã phát trên VTC. VTC là một đơn vị truyền thông lớn của nhà nước, được sự quản lý trực tiếp của Bộ Truyền thông và Tin tức. Nội dung của phóng sự chia làm hai phần xen kẽ nhau. Một phần là các làn phỏng vấn trực tiếp Bioner Việt Nam, tất cả các cuộc phỏng vấn đều chọn lọc biên tập lại để họ nói lên hết những lợi ích tin tưởng, sự tiền thành công của dự án Bi. Nó hoàn toàn khác hẳn với những cuộc phỏng vấn khác mà ta vẫn thường đọc trên báo chí chính thống nước trước đây. Vì là một đơn vị truyền thông trực thuộc nhà nước, nên VTC chẳng dám mặc áo mặc qua khỏi đầu. Vì chưa có định hướng mới, cho nên vẫn xài định hướng cũ cũng nên thông cảm cho họ. Nhưng điều quan trọng là trong phóng sự, VTC đã kín đáo không
biết vô tình hay hữu ý mà đã đưa ra lợi ích của hệ sinh thái bi đến từng ngõ ngách, từng từ tô phở đến cuốc xe taxi, vàng và bất động sản. Với sự phổ biến rộng rãi như VTC thì có Bionic Việt Nam, nếu ai còn lần chừng sẽ còn tin tưởng thêm bi. Còn ai chưa biết đến sẽ tìm hiểu về bi, nó là cái gì mà thanh toán được taxi, phở, mua được cả vàng, nhà cửa. Chắc chắn VTC sẽ mang đến cho bi nhiều tích cực qua bài phóng sự này. Chúng ta thấy một nhận xét rất là thấu đáo. Đây là thông tin thứ hai trong video của thầy ngày hôm nay. Và thông tin cuối cùng, trước khi đi vào thông tin cuối cùng thì chúng ta xem một hình ảnh trong cái phóng sự này. Đây, một phóng viên và đây là đồng bì. Các bạn mà chưa xem video thì mình nghĩ những bạn Bionia chúng ta nên xem lại video. Còn những bạn muốn tìm hiểu về bi thì chúng ta cũng xem video để thấy được cái tuyệt vời của đồng bi mang lại. Và thông tin cuối cùng trong video của ngày hôm nay, giao dịch đổi bi lấy bếp điện từ và nồi hầm áp suất thấp. Một giao dịch rất tuyệt vời của bạn Mạc Phúc Xuyên. Ở đây tôi chẳng mua bán hay trao đổi gì cả. Đơn giản tôi tặng bạn hai sản phẩm, bạn tặng tôi lại 27 bi, chỉ thế thôi. Tôi tin chắc không có vấn đề gì. Thì một bạn này đã có hai sản phẩm, đó là bếp điện từ và nồi hầm áp suất thấp. Bạn muốn đồng thuận với giá 27 bi. Một giao dịch mình cũng thấy khá tuyệt vời. Vì bếp điện từ là của Samsung và nồi áp suất thấp. Nồi áp suất thấp này cũng sản phẩm cũng rất là tuyệt vời của Sony Brava TV. Đây, Sony mà, của Sony. Như vậy, hai sản phẩm này rất đáng đồng tiền bát gạo và bạn ấy chấp nhận đổi 27 bi. Đây là một thông tin khá vui và một giao dịch cũng giúp cho đồng bi lan tỏa thêm đến cộng đồng Việt Nam. Và riêng channel, channel mà đang gửi video đến các bạn, thì đầu tiên Thanh gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem video. Và đặc biệt Thanh chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến giây phút này và đã giúp Thanh có những lượt like cũng như lượt subscribe kênh. Nếu bạn nào chưa like, chưa subscribe kênh thì rất mong các bạn hãy cho Thanh một lượt like cũng như subscribe kênh để ủng hộ channel IDM, giúp channel đạt tới cột mốc 700 subscribe và tương lai sẽ đến khoảng 1.000 subscribe. Đó là điều mong ước mà Thanh đang mong muốn khi tạo nên channel IDM giúp lan tỏa bi đến cộng đồng thế giới. Và đây là lần mà Thanh tới hợp lại người bạn YouTube sau 13 năm xa cách. Trước đây, cách đây 13 năm, Thanh đã làm kênh YouTube và đã tận hưởng được cái sự sung sướng khi nhận được những đồng tiền đầu tiên trên IDM, trên channel YouTube của mình. Vì công việc nên Thanh cũng không chơi YouTube, nhưng vì tình yêu bi cũng như muốn lan tỏa bi đến cộng đồng thế giới thì Thanh đã nung nấu ý tưởng và đã tạo nên cái kênh IDM. Lúc đầu là để bán sản phẩm của mình, đó là phần mềm, cài phần mềm Internet Download Manager. Nhưng sau này Thanh thấy rằng là bi cần phải được lan tỏa hơn đến cộng đồng Việt Nam lẫn thế giới, nên Thanh đã quyết định đổi qua và thêm những cái video giới thiệu về dự án bi network của đội ngũ Bicutin. Và sản phẩm mà Thanh muốn trao đổi với mọi người đó là cây Internet Download Manager.
bản quyền 1 năm và trọn đời. Về phần mềm này thì Thanh đã nói rất nhiều video rồi, nên Thanh không nói thêm. Đây là một phần mềm download số 1 thế giới hiện nay. Thanh chấp nhận đổi 5B để lấy cái bản quyền 1 năm và 9B để lấy cái bản quyền trọn đời. Với mức giá đồng thuận hiện tại, Thanh có thể chấp nhận đó là 50.000 đồng 1B. Các bạn nào có quan tâm đến phần mềm Internet Download Manager thì chúng ta nên dùng một cái bản quyền để sống với nó một cách trọn vẹn nhất. Tránh những con virus lan truyền vào máy bạn khi chúng ta kích hoạt không chính thống. Một lần nữa, rất cảm ơn tất cả các bạn đã đến xem video của Thanh đến giây phút này. Rất mong các bạn hãy tiếp tục cho Thanh những nhận xét góp ý để Thanh có những video tiếp theo hay hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye, see you again. Bye.